Hôm trước có bạn Woover hướng dẫn nấu nướng bằng thơ xem nào. Đọc xong bỗng chốc nghẹn ngào, đem hũ mầm đá muối vào khoe ngay. Chọn cây chắc nịch đầm tay, tách riêng phần ngọn bỏ ngay gốc thừa. Thế này đã muối được chưa? Chưa đâu bạn nhá, còn chừa phần thân. Chia 5 xẻ 7 trắng ngần, ướp với đường muối từng phần hành hoa. Trong lúc mầm tiết nước ra, đun nồi nước muối nào, ta sẵn sàng. Đây là cái vại màu vàng, mẹ em giữ kỹ để chàng muối dưa. Xếp mầm đá sao cho vừa, tầng tầng lớp lớp không thừa mới hay. Thêm tí tỏi ớt cay cay, đổ ao một phát nén ngay cái này. Vỉ tre là mẹ em bày, nén dưa mới kỹ chín say lòng người. Để dăm hôm chớ đừng lười, mầm đá chua mới gắp mời người thương. Em chuyên toán thích văn chương, còn ai thách đố xin nhường comment.